Và hôm nay chúng ta có sự góp mặt của một startup mới nổi. Thu Hà aka Habeso. Chúng ta cùng một tràng vỗ tay để gặp bạn Habeso. Ôi, tại em gầy hết nhỉ? Chi mà. Hello mọi người. Hello. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Ai, nghiêm túc nào. Ê, ok chưa? Rồi. Chúng ta làm bản nhạc chill chill nào. Cuộc sống của anh em giờ này có ổn không? Có còn gọi là giờ này Hà Nội vào mùa đông rồi, tầm này không ổn nữa là không là bất ổn rồi. Được chưa? Các ông có biết là dạo này tôi sống trong cuộc sống của 2 phút tôi bất ổn lắm. Tôi bất ổn đến mức mà tôi kiểu tôi gọi là tôi bị choáng luôn á, anh em hiểu không? Tôi bất ổn nhiều lắm, tôi rất mệt mỏi. Mỗi ngày mà tôi đến 2 phút làm tôi rất là kiểu bị áp lực á, anh em hiểu cao. Muốn biết tôi bất ổn như thế nào đúng không? Tôi sẽ cho các em xem cuộc sống của tôi giờ này tôi bất ổn như thế nào. Đây, tôi sẽ cho các ông biết là dạo này tôi sống một cách bất ổn như thế nào. Đâu nhỉ? Đây là Facebook của tôi. Đây, tôi sẽ cho các ông biết cuộc sống của tôi bất ổn như thế nào. Đây, chỉ cần vào story của tôi thôi. Nhìn này. Uầy, to thế. Nó nhỏ ra thôi. Ngó lên trời trời cao co không 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 dân châu Á đã đi vô ba hai tay tao phi đô la mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là hoan thiều tùy cưng khoái cứ kimochi dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ như em loli quẩy trên beat của Vina House. Thì cuộc sống của tôi giờ tôi bị áp lực bởi nhân viên đó, không? Không hiểu không? Không nhìn vô là biết không? Hôm qua là 3 giờ bán xong 3 rưỡi. Tôi vẫn như thói quen thường ngày tôi check coi nhà cửa đóng chưa tôi mở lên. Tôi thấy một hiện tượng. Cái thằng check đơn nó không hiểu tại sao luôn. Cái thằng check đơn nó cười lăn cái xong tôi tua lại thì ra cái thằng phụ bếp. Ngó lên trời trời cao co không 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 dân châu Á đã đi vô ba hai tay tao phi đô la mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là hoan thiều tùy cưng khoái cứ kimochi dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ như em loli quẩy trên beat của Vina House. Làm vậy luôn ấy, trong khi nhà gắn 3 cái camera mà nó vẫn làm vậy trước mặt tụi tôi luôn, anh công hiểu không? Đây, các ông còn chưa biết nữa đúng không? Tôi lại mở cho các ông coi Facebook của nó. Đây. Thắng tô. Đây là diễn viên giải trí mà chúng tôi mới tuyển cho 2 cái phút. Đây. Nó quay lại trước nhà tôi, nó hát như thế này các ông coi. Ở nơi đó anh có lạnh không? Nhớ mặc áo ấm cho mùa đông. Nếu có buồn thì nghe em hát khúc hát nhớ Các anh. ông coi có mệt mỏi không? Mùa đông đến rồi đó. Anh hãy nhớ mặc áo ấm cho mùa đông nhé. Nếu có thấy buồn thì hãy lắng nghe con tim em luôn nhớ về anh. Mùa đông đến rồi đó. Câu hiểu không? Mỗi ngày tôi đi làm, tôi bị áp lực từ thằng phụ bếp cho đến thằng check đơn luôn. Tôi không hiểu tại sao nó có thể gọi là tôi đang tuyển một thằng phụ bếp
chảo cứng hay là tôi đang tuyển một cái thằng gọi là TikToker chuẩn bị mới nổi luôn á. Các ông chưa thấy đâu. Đây, tiếp. Nó. Đây nha, chuẩn bị vô. Chân. Ừ. Kim lao. Chân. Kiệt. Lật lậu. Ừ. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Thăm ngàn. Kẹp ngân. Chay ni. Thăm ngàn. Kẹp ngân. ได้เรียนมีกินช่วยเหลือผ่องใสมีรักอบอุ่นไม่ป่วยรวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนนะก็ไม่รู้หึแค่เลิกเล่าเนี่ยก็มองเห็นไหม một ngày tôi gọi là tôi làm việc trong 20 phút tôi rất là cống hiến thật sự luôn để mà nói tôi làm việc trong 20 phút ngày của tôi rất là cống hiến về mọi thứ từ gọi là thằng chết đơn cho tới thằng phụ bếp thằng shipper mà không dừng lại ở đó tụi nó luôn luôn có một cái gì đó khiến tôi gọi là đôi khi tôi phải có một cái khoảng lặng trong cái tâm hồn của tôi luôn anh em không? Nhiều khi tôi phải gọi là tĩnh tâm luôn nhìn lại và tại sao hôm nay tôi phải lên talk show đó là những cái uất ức và những cái ngày qua mà từ khi 20 phút thành lập mà tôi phải hứng chịu anh em hiểu không? Tôi hứng chịu nhiều thứ lắm, từ thằng lông béo, thằng chích đơn cho đến thằng shipper rồi cho đến cái giờ là tới thằng phụ bếp nó lên ngôi. Mọi thứ nó diễn ra gọi là nó quá gọi là vùi dập vào cuộc sống của tôi giữa cái mùa đông Hà Nội như thế này. Cuộc sống người ta mà kiểu trôi qua bình thường, một người làm bà chủ đi, đúng không? Là tới giờ người ta xuống đếm tiền, đúng không? Hết giờ người ta đi về. Còn cuộc sống của tôi, tuy tôi được mang là một người là anh Tú thuê tôi làm bà chủ của 20 phút đi, nhưng mà cuộc sống tôi khắc nghiệt lắm anh em hiểu không? Khắc nghiệt theo cái mức là ví dụ thôi nhá. Đối với thằng Long chết đơn là ngày mùng 1, 15, 30, 14, mùng 10 là dân kinh doanh người ta hay để ý, tôi phải hỏi luôn luôn hỏi thằng Long chết đơn là nó phải ăn những gì để tôi cúng cho nó. Còn đối với thằng phụ bếp ấy, các ông cũng nhìn thấy rồi đó. Tức là tôi phải luôn luôn tạo cho nó một cái khoảng sân chơi nó được quẩy, nó được lên ba, tức là nó muốn biến cái nhà tôi thành cái ba trong khi ấy, ông tổ dân phố mới gọi là mới xuất sắc xuất hiện trước nhà tôi ngày hôm nay luôn. Là tôi lại kể chuyện cho một lần nữa tôi ngồi lên phường nó như thế nào, nó bi thảm như thế nào. Hôm nay cứ như mỗi ngày là rau sẽ giao đến lúc 7 giờ, đúng không? Thì vẫn cứ như mỗi ngày tôi sẽ ra lấy rau và tôi mở tung cánh cửa sổ đón ánh mặt trời. Không, ông tổ dân phố xuất hiện trước mặt tôi, ông thảy vô mặt tôi một câu nói thế này: cháu à, dạo này cháu nghe hàng bác nghe các cô chú hàng xóm phản ánh nhà cháu cứ 3-4 giờ sáng là mật nhạc rồi hô hào là hey các thứ các kiểu, trong khi giờ đó là giờ mà các cô lao động cần giấc ngủ mà cứ hey. Bác đến đây để thông báo cho nhà mình là nhà mình phải chấn chỉnh lại, gọi là giữ gìn an ninh khu vực trật tự nơi mình sống, nơi mình ở và nơi mình bán buôn như thế này. Các anh em hiểu không? Tôi cảm giác kiểu mọi chuyện nó kiểu diễn ra nó nhanh đến vậy anh em hiểu không? Mà công nhận là như thế này nha. Chẳng hạn đây là cái chảo đi, đây là cái cán chảo nè, cầm vô cán chảo đúng không, cơm là mình thảy gì đúng không, thằng đầu bếp của nhà tôi nè tay đậu chảo hey đấy, thằng bếp phó nha, tới nhỏ phụ bếp đúng không, để tôi mở cho anh nghe bài nhạc mà nhỏ phụ bếp nó hay mở cho cái thằng bếp phó nó hay nhảy, anh em nghe rõ chưa? Đó, nó cứ gì à? Ngày nào cũng phần phụ bếp cũng vậy. Yeah. Cái
xong rồi vô liền. Con nhỏ phụ bếp cũng đâu vừa đâu. Hey. Em là bad girl, thường đi chơi khuya. Em thì bay lắc, người tầng hơi bia. Chụp hình du lịch, hôm nay bây giờ tôi xô cam của cái bếp chứ. Anh là chàng quen từ trong nhà ra ngoài ngõ. Là em say mê bởi vì có cái tay đó. Nhỏ một đây bài nhạc, anh em hiểu không? Ngày nào cũng nghe luôn. Mỗi lần mà tôi xuống là kiểu tôi bị sang chấn tâm lý luôn mà. Đến mức mà kiểu, đến mức mà sáng nay mà bắt tổ trưởng dân phố lại bảo là nhà con tối ngày mà kiểu bác nghe phải không? Hey nguyên động tác luôn. Hey. Tôi không hiểu là tôi đang thuê tụi nó đến đây làm việc hay là thuê tụi nó đến đây kiểu gọi là put the hand some như thế này luôn ấy. Anh em hiểu không? Đến mức mà kiểu đơn đang dồn, biết ba bốn đơn đang dồn như thế này nè. Trong nhà tôi đang kêu một gà gan gừng, một rang tím vua, còn tôi nói này, ở ngoài cứ hey. Bây giờ là kiểu tôi không còn từ ngữ gì để tôi gọi là tôi nói về kiểu tập, không phải là gọi là từ tập đoàn nữa mà tập thể nhân viên 2 cây food, anh em hiểu không? Đến mức mà anh phụ bếp ý, tức là anh đó là một người kiểu theo đạo Phật. Ừ, anh đó kiểu như có tu ngắn hạn ở một cái chùa, sau đó anh xuống. Mà đến bây giờ ý, anh đó còn phải nghe bài này luôn nè. Ngày nào anh nó cũng phải làm một chút bài nhạc này luôn. Đó. Mỗi lần ra bếp ấy, như thế nè, anh bếp trưởng như thế nè, thằng bếp phó cứ bên cũng như vậy. Cái gì nè, trong người thằng có thằng chết đơn nữa nè, cái thứ cái kiểu. Mà ra mỗi lần mà kêu anh bếp trưởng, anh ơi, mới gọi anh bằng ơi, cái anh bằng na ba cun chít, tức là một người kiểu vốn dĩ là một người bình thường, anh em hiểu không? Vốn dĩ là anh nó là kiểu một người trầm tính luôn ấy, mà bây giờ xuống cái bếp của 2 cây food ấy, anh em hiểu không? Biết giết rồi tôi thiệt. Nhạc trên ba là hỏi thằng phụ bếp ấy, với anh bếp trưởng là biết hết. Khoan từ từ nha, nhà tôi giờ này có biến lắm. Bếp không chỉ có biến, mà dạ, nhà tôi dạo này có biến cực căng luôn, anh em hiểu không? Biến nhà tôi cực căng luôn. Dạo này tôi ở chung với một người thích đấm người khác, nên bây giờ tôi cũng thích đấm người rồi. Dạo này nhà tôi kiểu lộn xộn lắm. Từ khi mà rời khỏi Jimin 2 thì nhà tôi bất ổn kinh khủng luôn. Dạo này ví dụ như những cặp đôi yêu nhau khác, đúng không? Người ta vào mùa đông giá lạnh này, người ta sẽ nắm tay nhau. Đâu? Em đang tâm sự các bạn. Dù thời gian không chịu đứng yên, để cho chính anh không còn ngần ngơ cùng tôi mơ mộng, thì anh vẫn luôn dành những câu hỏi. Lúc mới yêu ý, con người ta nắm tay nhau hung hít rất là vui vẻ. Một câu là em yêu, câu thứ hai sẽ là em ơi, các thứ các kiểu. Còn anh em biết bây giờ là anh sao không? Từ trong nhà nha, em béo ơi, em béo đâu rồi, em béo, một gà ăn gừng, em béo ơi. Kiểu giống như là con người ta kiểu lúc yêu người ta đậm sâu lắm, còn lúc về sau người ta nhạt nhòa luôn. Tôi cảm giác là kiểu tôi ở trong gia đình tôi bị áp bức á, anh em hiểu không? Kể là cũng phải đúng tư thế mà. Cái ngày mà mùa đông năm trước tôi cũng ra Hà Nội, cũng tầm thời gian này hai đứa tôi gặp nhau. Mà cái gặp nhau của năm trước ấy, anh em hiểu không, là say đắm ở sân bay, cùng nhau về, cùng nhau đi ăn xiên nướng, cùng nhau lên hồ, cùng nhau cho nhau những cái ôm thật ấm áp, cùng nhau cho nhau những cái hôn thật là nồng nàn, cùng nhau cho nhau những cái nắm tay thật là hạnh phúc, như những đôi yêu nhau khác. Còn ở nhà tôi tầm này ấy, cũng là mùa đông ấy,
cũng là thời tiết ấy, cũng là nhiệt độ ấy. Mạnh đứa nào chăng đứa đó ngủ, mạnh đứa nào đứa đó lướt TikTok, mạnh đứa nào đứa đó chửi nhau, mạnh đứa nào đấy đấm nhau. Anh em hiểu không? Dạ này tôi không còn hiền như lúc trước đâu. Để tôi bị áp bức gia đình nhiều quá, tôi phải nổi dậy. Ai đời người yêu của mình kiểu sao ta? Người yêu của mình phải trân trọng, trân quý đúng không? Còn không? Câu đầu tiên là em bé ơi. Câu thứ hai là béo ơi. Câu thứ ba là hả béo ơi. Còn trước mặt phụ huynh ấy, bố mẹ anh túi hà bê xô. Mà trong khi ấy, bữa đi trước mặt phụ huynh ấy là còn có bà con, cô bác, bạn gì họ nhà ngoại của nhà anh Tú nữa. Mà một người từ cầu thang tầng dưới gọi ngược lên cầu thang tầng 3: em béo ơi, thảy chìa khóa xuống cho anh béo. Tôi rơi vào khoảng gọi là trầm lặng lúc bấy giờ. Tôi rơi vào lúc trầm cảm đó, anh em hiểu không? Tôi không thể nói nên lời gì tầm cái thời gian ấy. Tôi biết nhiều thứ chứ. Từ khi mở 2 cái phút ra tôi tăng cân vượt bực mà. Tại vì đồ ăn cũng là tôi thử mà, có ai thử đâu. Luôn luôn lấy tôi làm thí nghiệm. Toàn là: em ơi, em thử cái này đi, coi nó ngọt vừa chưa. Em ơi, em ăn thử cơm rang haki coi nó sốt ok chưa. Em ơi, em thử coi gà cà ri nó béo vừa chưa. Sau khi 2 cái phút nó hoạt động được 2 tháng em không? Thì con người đó nó quay 160 độ luôn. Mỗi lần đi ngủ ý, người ta là thường sao? Cho nhau cái hôm nồng nàn để một có một giấc ngủ mơ đẹp. Còn tôi là ác mộng á anh em. Không hiểu sao nhà tôi giờ này thích đấm nhau lắm. Trước khi đi ngủ là tôi phải gọi là tôi phải luyện tay chân chút xíu. Tự nhiên tôi nằm ngủ, tự nhiên anh ta coi TikTok, anh ta mắc cười, anh ta lôi tôi ra nhà binh nha. Mà đánh ngay khớp vai này, anh em hiểu không? Mắc cười quá, đánh binh như nè. Trong khi mình đang ngồi, mình tính sổ sách các thứ kiểu, mình đang ngồi trên giường, đang 1 cộng 1 bằng mấy, nó đánh cái là 1 cộng 1 bằng 5 luôn. Mà nó đánh vào cái hôm mà tôi quyết toán tháng luôn, doanh thu quyết toán tháng. Nó đánh cái mẹ quên mất chữ số luôn, quên mất cộng trừ nhân chia luôn. Nó đấm một phát cái là đến mức mà anh em hiểu không? Đây sổ của tôi. Đến mức mà đây sổ nha. Đây là sổ đang ngồi ghi chép đúng không? Nó đấm đến mức mà tôi phải để cuốn sổ xuống dưới đây. Cây viết tôi phải buông xuống. Tôi phải xoay lưng 360 độ. Tôi co tay về 45 độ. Tôi lực một lực đẩy về xuống phía trước. Tôi đấm vô lại 4 cái. Đấm tôi 2 cái tôi nhân đôi lên. Tôi không hiểu tại sao mà lúc đấm tôi thì tôi quên mất hết phép nhân chia cộng trừ. Nhưng mà lúc mà đấm lại trả thù là tôi thuộc hết. Gọi là cuộc sống của tôi nó bị áp bức đến mức mà anh em hiểu không? Mình ví dụ đi, bạn gái người ta mặc váy đúng không? Đi ngủ cho nó thoải mái. Mùa đông này người ta càng mặc thoải mái để lên người ta đắp cái chăn cho nó ấm áp hơn. Còn thằng ông nhà tôi ý, đây là cái tờ váy đi, váy bạn nó mặc đúng không? Tối ngày nha, Cúc à, Cúc à, Cúc à. Có ai đời mà bạn gái mặc váy mà nó cứ vạch váy ở dưới lên nó coi cuốc ạ không? Cái váy nó qua tới đầu gối là váy dài rồi nha. Mà nó vẫn cầm, cố gắng cầm lên cuốc à lên. Con gái người ta trước khi đi ngủ người ta không bao giờ mặc áo ngực đâu. Mà trời lạnh này nữa là càng không. Tôi vẫn như mọi khi, tôi vẫn không mặc áo ngực. Tôi đi ngủ tôi mặc cái váy bên ngoài thôi. Chui vô đánh răng cho đã vô, tay nó lạnh vô, nó chui nó bỏ vô áo ngực tôi. Anh em coi Cúc phát điên không? Đến mức mà tôi phải bực dậy là
gọi là sao ta, tôi không hiểu luôn ý, tôi không hiểu cái trò gì mới phát minh ở 2 cây phút này luôn mà. Còn sáng dậy là anh em biết gì không? Sáng dậy ấy, cái thói quen của anh ta là anh ta luôn luôn phải gọi là đánh răng rửa mặt đúng không? Trong khi mình còn ngủ. Không. Vẫn cái tay ướt đó nó cho vô bụng bạn. Anh em đang có một giấc mơ rất đẹp về tương lai là sẽ mua được nhà hàng sớm. Mà chỉ cần bỏ cái tay vào cái bụng của các bạn thôi, các bạn bừng tỉnh sau cơn mơ liền. Đồ gì gọi là chơi vô cũng là bad trip hết. Mấy ngày tôi đi tập gym lại, PT cho tôi tập đùi. Tức là đùi tôi lúc nào cũng trong tư thế đau hết. Mà ai đời người yêu của nhau biết người yêu bị đau đùi, nó cầm hai chân tôi nó dở thẳng lên người à. Anh em hiểu không? Hai chân tôi đang nằm trên giường, cổng hai chân nó ngược lên trời vậy nè. Còn anh em còn biết khốn nạn nhất là lúc tập gym là gì không? Biết người yêu tập gym, ăn kiêng, mỗi ngày gọi hỏi, ăn bún đậu mắm tôm không? Ăn lòng rán không? Ăn nằm nướng không? Uống Highland không? Uống trà sữa không? Ăn sầu riêng không? Ăn xoài chấm mắm đường không? Ăn cơm rang không? Ăn bún riêu phố cổ, 2 trứng hộp vịt lộn không?